Hiện nay anh ta đang chơi đàn, người còn lại đang thay tội. Một người chơi tối và một người chơi đàn. Trấn Thành, vô, vô nhà đi Trấn Thành. Chưa có. Và hiện nay anh ta đang cắt ớt rồi, và anh ta đang đổ dầu vào chao. Anh ta chiên cái gì? Anh ta chiên cơm, ok. Anh ta chiên cơm, từng hạt cơm rơi và nổ li tích, tách tách trên chảo. Ôi trời ơi, ngon quá. Và hãy xem cơm anh ta đang xào. Hãy xem cơm anh ta đang xào. Yeah. Ồ, hạt đêm, một chút tiêu, không một chút đường. Hey, anh ta lại đảo cháo đây, anh ta lại đảo cháo đây. Và cơm văng lên, mà là cơm văng lên. Ôi trời, là đảo cháo đây, là mà cơm văng lên. Wow. Một chút tối phi, một chút tôm khô, và chúng ta có món cơm chiên.